hòa thuận với mọi người. Lưu Ngưng Chi đang đi giày có người đến nhận, ông đưa ngay. Sau người ấy tìm thấy giày, đem giày ông lại trả, ông nhất định không nhận nữa. Thẩm Lân Sĩ đang đi giày cũng có người đến nhận, ông cười hỏi, giày của bác đấy à? Rồi ông đưa ngay. Sau người láng giềng tìm thấy giày, đem giày ông lại trả, ông nói, không phải giày của bác à? Ông cười rồi nhận, việc này tuy là việc nhỏ mọn, song ở đời ta nên cư xử như ông Lân Sĩ, không nên như ông Ngưng Chi.